dưỡng ông bảy với vợ ông kia lộn sao nổi dữ lắm, rồi cái ông nhậu cái ông ghé ông mua thuốc, cái ông nói như thế, rồi ông ngồi ngồi chơi uống nước trà, rồi ông nói vậy nè, ông nói phải hồi tại ông mặn hà mới chết, mà nói ra vụ này cũng muộn rồi. Tiền ông nói tiền không biết ở đâu, không biết bao nhiêu, cái người ta hỏi ủa với bà Hà có nhiều tiền không, không nó không có biết, nhưng mình thấy nó xách về một một tụng đó, một giỏ sách đó, rồi nó nơi bỏ vô đó, rồi xài giấy tờ này kia bỏ vô đó, mà Bà không biết ông cái bữa đó nè, bữa đó là bữa mua cửa sắt là ổng ginh vô, ổng người ta với mấy người chị giao tủ người ta đem vô, hiểu không, người ta chỉ này kia nọ, ổng biết vậy thôi. Rồi cái nữa là cái vụ này là biểu bà ổng giống tại ổng cũng giống, bữa đó ổng không có ra, mà hồi trước trước khi Hà nó đi xà lan mà ổng không có đi, ổng ở nhà ổng dặn con có đi với nó con phải cẩn thận con coi chừng nha. Bên Campuchia ba thằng là tổ chức lên kế hoạch là giết con Hà để mà lấy tiền trả tiền cho nó. Còn bên cái băng kia đó là thật, cái thằng thằng bên băng kia đó là thằng Hùng, bên băng mà pháp y là thằng Hùng với là thằng Hùng Bi á, tôi nói cho rành nghe, thằng Hùng Bi á nghe, là thằng đó nó chạy thuốc cho bà Năm, thằng Hùng Bi đó nó chạy thuốc cho bà Năm, bà Năm hay gặp nó ở ngoài cái quán cà phê nào mà gần mấy sông á, tôi nghe nói gì chứ tôi chưa biết quán cà phê gần mấy sông là ở đâu. Vâng, gần mấy sông, gần ở chỗ lối đó, gần nhà đó hay gặp chỗ đó, đó xuống lắm. Còn bây giờ hai thằng đó bây giờ bên băng công an mình là đang qua một bài bắt nó đó, có người khai rồi, tại vì nó số thiếu nợ số nhiều thằng, còn mấy thằng kia nó trả hay tin là trả đưa cho mấy này mà không trả bên nó, mấy này nó ra rồi, nó ra công an rồi, nó ra nó trình báo rồi, bây giờ hôm qua bên đó bắt hàng đó. Còn thằng Nhân này nè là nó đâu phải, nó quật cờ bạc bên Campuchia với tính trong phải sứ bệnh, còn hai thằng đồng bọn chung là nó ở bên bên Mộc Bài. Không kia tên Nhân nữa, ông Phó Quan Phường là tên Nhân, tôi biết rồi, ông kia cũng tên Nhân nữa đó. Hồi nãy là tôi ở đây nè, tôi nghe mấy người ngồi đây nè ăn uống này nói nè, là nó là cái ông này ông nói ông cái ông Nhân đó là ông bà con ấp chủ bài là bà Thùm mà chạy thuốc, bà Năm thì mình chạy thuốc, bây giờ bà Năm chạy thuốc thì tiền bạc vòng vàng thì cũng hài nhiều lắm, còn tiền thì tôi biết 7.2 tỷ thôi, còn vòng vàng thì bà Năm bán rồi, còn bây giờ không đủ tiền rồi chạy lên cấp trên, nó chạy lên cấp trên nữa đó, nhưng mà chạy không khỏi đâu, bây giờ cộng đồng mạng mà giờ mà 9 triệu người dân người nước ngoài nữa, làm sao mà chạy, không còn nào ăn là bà bốc đó tù hết nguyên đám luôn, còn nguyên băng bà Năm bà Mười rồi dính hết từ lớn tới nhỏ, còn con nhỏ mà điện thoại mà cho con bé Linh á là con vợ là bé của thằng Tấn chứ không phải là con vợ nó. Lúc ăn đứng chết rồi, đứng chết rồi, ngài chết rồi. Tôi biết nhiêu đó thôi. Nhưng mà tôi dặn mấy bà này hay có gì báo tôi nãy trên đây tôi xuống Đức Hòa tôi có gì đâu, có thơm, mua thơm quá trời thơm, tôi cho người nửa bao. À. Xứ này thơm nhiều lắm, Đức Hòa, Lương Hòa này thơm dữ lắm, Đức Hòa, Long An nè. Xứ này đời xứ của ông Nguyễn Trương Tấn Sang nè. Chú nói họ lên rồi hỏi có phải không? Xứ này chứ ông Trương Tấn Sang là của vợ tôi. Ông ấy rồi, ông điện ngoài bắt rồi, ông nói rồi, để nó trong đây nó trả lời, nó đang thủ lý hồ sơ, đang tìm bằng đủ bằng chứng mới bắt được, chưa bắt đâu, nói là 2-3 tay không có đâu, còn 9-10 tay trở lên. Để tôi nói chú coi, theo tôi biết thông tin á là tôi nghe gì tôi nói lại bắt nó cũng phải 9-10 tay, tại vì còn hai thằng kia bắt, hai thằng kia mới ra chủ chốt, cái đám mà cờ bạc này kia, cờ gian bạc lận tổ chức rồi này kia nọ này kia vậy đó. Còn điện cái đó bé Linh là bé Linh nó nghe tiếng nhầm mà tiếng của con vợ bé của thằng Tân Tính chứ không phải là được, lúc đó con nhỏ nó xuống rồi chết là nhỏ nó không có mặt rồi, bà Năm bà Mười Dượng Mười rồi cậu Bảy rồi đủ mặt hết trơn rồi, cái bình đó đâu có chạy được, cái bình nó neo con Hà với cây láp rồi đâu có chạy xà lan đi được, nên kêu Dượng Mười kéo đi, cái đó là chính xác nè. Ông Tư Quý này ông nói chính xác, ông gần đâu nói chính xác, ông bà con bằng gì với chỗ quán này tôi đang ăn uống nè, ông nói chính xác, người ta góp tin dữ lắm mà chú tung có tin là chưa có bắt đâu, còn 9-10 tay á theo tôi biết là còn 9-10 tay cũng bắt, bây giờ công an nó qua mình một bài thả bệnh đi cờ bạc nó bắt hai thằng kia rồi, mấy thằng ấy nó đi chung mà nó cho hình luôn, mà nó cho thấy hình luôn, mà công an nắm được mấy thằng rồi nó trình rồi, nó không có trốn, nó nói tại vì Tính thiếu nợ nó mà trả mấy thằng kia không trả nó nụ mẹ con châu cột ghét con châu ăn, mà Tính không có chạy đâu, khó thoát đâu, đừng có nói không có lực nào được, chứ mấy này ăn là nó ở tù hết. Tôi chỉ nghe vậy thôi, mà còn nữa, còn ông Hùng Bi là tôi không biết thôi, ông Hùng Bi á, ông tìm ra ông Hùng Bi chứ là ai, tôi không có biết ông Hùng Bi. Vậy đó. Hả? Mà trước sau thì cũng lộ hết à. Lộ hết rồi, dính rồi, bà Năm lên bà khai mấy lần chặt lắc hết chân, bà Mười lên khai chặt lắc, Tính khai chặt lắc hết chân là, nó biết nó chết trong bụng rồi, làm bộ vậy đó, nó khai chặt lắc hết chân, theo là mẹ lời mà gì tôi nãy bà nói á,
là bà hỏi thăm là vậy đó. Mấy hôm đó thấy cho thấy gì tôi xuống sợ chết. Đúng rồi. Ấy thì cái vụ này để tôi nhúng tay vô thì không có sao đâu, ông làm rồi đó, ông nói với ông thủ tướng ngoại đồ Hà Nội rồi, ông nói để im để đi, nó nói nó trả lời là nó đang lục lý hồ sơ, đang lấy lời khai, thì giờ mình cũng phải chờ thôi chứ không có chìm xuồng đâu, Vâng 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 vậy không nhá. có, không có chìm đâu, có gì tôi báo thôi, để rồi có gì tôi báo cho chú nữa, tôi còn ở đây nè, ở đây chơi nè. Ông bảy với vợ ông lộn sôi nổi dữ lắm rồi, cái ông nhậu, cái ông ghé ông mua thuốc, cái ông nói như thế, rồi ông ngồi ngồi chơi uống nước trà, rồi ông nói vậy nè, ông nói phải hồi tại ông mặn Hà mới chết, mà nói ra vụ này cũng muộn rồi. Cái xà lan đó trước khi con Hà mà nó mua tủ sắt là nó có gắn camera, nó mới gắn camera. Tiền ông nói tiền không biết ở đâu, không biết bao nhiêu, cái người ta hỏi ủa với bà Hà có nhiều tiền không, không tôi thấy không có biết, nhưng mà tôi thấy nó xách về một một tụng đó, một giỏ sách đó, rồi nó bỏ vô đó, rồi xài giấy tờ này kia bỏ vô đó, mà không biết ổng cái bữa đó nè, bữa đó là bữa mua tủ sắt là ổng ginh vô, ổng người ta với mấy người chị giao tủ người ta đem vô, hiểu không, người ta chỉ cái này kia nọ, ổng biết vậy thôi. Rồi cái nữa là cái vụ này là biểu bà ổng đúng, ổng cũng đúng, bữa đó ổng không có ra, mà hồi trước trước khi Hà nó đi xà lan mà ổng không có đi, ông ở nhà ổng dặn con có đi với nó con phải cẩn thận, con coi chừng nha đó. Hà nó dạ con biết rồi, nhưng mà ổng biết cái xảy ra mà cũng không dám nói, giờ nó ra muộn rồi, giờ cuối cùng nếu mà tính đấy tội là ở với gia đình á, bàn là biểu ổng ra nhận tội, ổng với vợ ổng cự sôi nổi hai chồng cái lộn mấy mấy bữa nay, tất nhiên là ổng không chịu ra đấy, không có là ổng ra ổng khai chứ ổng không chịu đứng nhận tội. Cái camera lần tính nó dời đi rồi, nó dời đi, nó gọn nó dời cái Hà Lan đi gỡ rồi, đâu còn đâu mà thấy có camera đàng hoàng, có camera rồi tiền trong đó là kỳ Tân Hà nó nói với ổng là 7 triệu mấy này, là con 7 tỷ mấy này con tính con bán xà lan trả nợ cho anh Tấn, xong rồi con lên bờ con mua một miếng giường mẹ con làm giường sống, không đi sông nước nữa, đi sông nước ổng gái gú bồ bịch ô ổng ăn chơi đủ thứ hết trơn, nhưng mà nó chưa kịp thực hiện nó chết. Thì em tôi lại đám cưới rồi, chút nó về tôi hỏi nó nữa, lại đám cưới rồi. À, Ừ thế đám cưới ở tên đâu này là cô? chính xác hả, Đám cưới ở đâu cô? đám cưới trên Tây Ninh nè, nói hai vợ chồng nó về từ hôm tới giờ, Chỉ là hai vợ chồng ai à? hai vợ chồng em tôi nó có vợ chứ, ngay đường mà đường số 10 rồi, thằng tính cái ở đường số 9, nghe kịp không, cái tin này tôi cũng có nói gì, nó nói với tôi hôm giờ tôi kiếm chú lang thang kiếm hoài kiếm không được. Ý là cháu của cô là ở trên chỗ nhà anh Tuấn về chỗ đây đám cưới. Nó có vợ dưới, ở quê vợ vợ cho ruộng ở dưới. Là sát đường em số em đường số tôi 9 là ở, ở là ở xã nào, huyện nào, tỉnh nào ạ? nó nói gì Phú Tân, Là Phú Tân ạ. Phú Tân, mà tôi đâu biết, tôi trên Tây Ninh sao tôi biết được, mà Và tôi Phú kiếm Tân chú Lạng từ Giang. hôm giờ kiếm hoài không được hả. À là cháu cô về với kể lại cho cô biết. Nó ổng sỉnh rồi, ổng với bà gây lộn với lắm, vợ nó nói bữa tao đi ngang tao thấy hai chồng gây lộn cự nữ sùm, cái thấy tao có đóng cửa lại, vợ nó nói vậy đó. Rồi nó về nó kể, là tối nay nó kể, mà tối giờ tôi điện tôi kiếm người hoài không được, tôi thôi tao cũng coi trên Ý đây dữ là lắm. cô có thể lúc nào cháu cô về cô có thể cho cháu cô nói chuyện với cháu được không? Được, nó đi rồi thì chừng ăn chút nó về tao điện lại. Rồi lúc lúc nào là anh ấy về thì cô cho cháu nói chuyện với cô cháu của cô nhé. Em tôi chứ cháu cái gì, em trai tôi. Thế để cháu nói chuyện với em của cô. Đó mà ở dưới nó nói hồi lấy mà chị điện chị ấy thì đừng có nói số điện thoại tôi, với tụi Tuấn nó biết mặt tôi tại tôi buôn bán nó biết. Không, ý là chỉ nói chuyện thì cháu không có đăng gì đâu, mình chỉ nói để mình hiểu thôi chứ mình đâu có đưa cái mặt hay là mình có gì đâu mà để người ta biết. Chính xác là có camera rồi, mình tính nó đi rồi, Dạ nó quýnh con Hà bằng bằng một cái ca, múc nước mà ca có cán đó, vâng. rồi không phải cái mặt này đâu, nó quýnh rồi. Hồi đó ổng nói tôi biết xảy ra chuyện, mà trước khi tôi lên bờ tôi dặn Hà rồi đi với nó cẩn thận, nó nói gì nhịn nó đi, đừng làm trả lời đừng ấy, nghe không. Nhưng mà sợ sợ này xảy ra, ổng cũng hối tiếc. Ổng chính là ổng nói với Tấn ví dụ mà ngân hàng nó xách tiền dồn vô tủ sắt đi hốt hụi hay lấy ra lấy tiền ngân hàng gì đó, tiền đó khi bán xà lan trả nợ rồi hai vợ chồng lên bờ luôn không đi nữa, đi là nó ra là ông này gái gú bồ bịch gì đó, chính xác luôn. À là tính sách là có rất nhiều tiền, có 7 tỷ. 7 tỷ 2. Vâng. Theo hạt nó nói với ổng là ổng biết, ổng kể cho thằng Tính vợ tạo nó, ổng có nói Tính số tiền, nhưng mà nó ta thấy mày vợ có tiền nhiều lắm, không biết rút ngân hàng là hốt hụi chơi hụi đâu đó, nó nói Tính mua miếng giường
cái này giờ chiến này cậu trên bờ đi, cậu đừng đi, để con đi. Cái này đi mày làm gì, mày đi mày làm gì, mày làm bậy ở tù chết á. Ông rồi nói vậy, ông chỉnh rồi. Vâng. Ông sẽ chỉnh rồi, ông kể, chính xác luôn. Rồi tối nó nói với tôi là nó về về vợ chồng nó hôm về hôm tới đây cũng 8 giờ. À. Mà tôi kiếm chú lang thang, kiếm số hoài trời, tôi kiếm hoài, tôi kiếm không được, giờ tôi mới được. Vâng, vậy là những cái lời nói mà cô vừa nói là do em ở cô là cô ở sát nhà anh Tuấn và đã nghe được cái ông Dượng cậu Ở bảy. đường số nó nhà nó ở đường số 10 ở Phú Tân mà tôi không biết xã ấp nào tôi không có hỏi. Vâng. Rồi nó chính xác luôn, em nói chị vậy, chị cứ đăng lên, chị cứ nói vậy cho em, rồi nói vậy nè, mấy ngày nay tung tin lên cái giấy gì đó, cái giấy đó là cái giấy giả, cái giấy đó là ông nhiều lắm, cái ông gì, ông Nhân là công an phường. Ông Nhân là phải ông công an phường không, tôi không có giấy chứ. Ông đó với một thằng bạn đó có tiếp tay trong vụ này, khi mà chết rồi cái mấy bà Mừ hồi hồi kêu vừa có dựng chính chết rồi, nó kêu bà Mừ xuống, mà kêu ông xuống ông có xuống. Từ ngày ông đứng xuống đi với ngày giờ ông biết rồi, ông không có xuống. Bây giờ ông sợ gần chết, ông nói đụ mẹ biểu ông chịu thế đi, rồi nhà nó lo hết này kia nọ, ông nói chịu thế rồi này mà lãnh án tử hình hai chồng giờ cự xèo nèo coi chừng tới đi ra bả khai công an rồi đó. Bả nói đụ mấy vụ này mới tôi ra tôi khai công an coi chừng tới bả nói vậy đó, bả nói với ông vậy đó, nhưng mà ta nghe thôi, vợ chồng đóng cửa lại, hai chồng cũng cãi nhau cũng ông không ông nói cho nó nghe làm chi, nó cờ bạc nói là nhỏ có tiền nhiều chi, rồi cũng cãi dữ dội lắm, mà nó nói tại tôi xài cụ nội cụ bắp. Nhưng mà Tấn mới biết mặt nó, biết mặt vợ chồng nó luôn mà. Vâng. Vậy đi. Để cho thằng nào nó về, chắc chưa chưa nó mới về, đám cưới đang đãi ăn. Mà ngày nay nhóm họ mai rước dâu. Dạ vâng. Vậy thì lúc nào em của cô về có gì cho nó cháu nói chuyện. À, rồi, ừ.